Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món mứt thanh long ruột đỏ, rất là đẹp mắt luôn. Đầu tiên mình sẽ có là 2 kg thanh long ruột đỏ nha các bạn. Đó, mình mua được những cái trái nó rất là to luôn á, mà nó tươi nữa. Các bạn nào mà không có thanh long ruột đỏ thì mình cũng có thể sử dụng ruột trắng nha. Nhưng mà mình sử dụng ruột đỏ cho nó lên cái màu đẹp đó. Và tiếp theo mình sẽ có ở đây là 700g đường. Vị ngọt vừa phải, các bạn thích ngọt thì mình cho thêm đường ha. Và bên đây mình có 100g bột nếp chín. Bột nếp chín này là người ta rang rồi đó các bạn, để mà mình làm bánh in đó. Còn nếu mà các bạn không có thì mình sử dụng bột nếp thường ngày mình làm chè đó. Các bạn rang lên cho chín nha. Và bên đây mình có một trái chanh. Một trái chanh vừa thôi các bạn. Và mình sẽ có một muỗng cà phê muối. Đầu tiên mình sẽ đi cắt những trái thanh long ra nha các bạn. Ở đây thì mình lựa cái trái nó to to nè. Đó, bên trong nó rất là đỏ luôn. Ở bên trong thì mới mình sẽ thấy màu hồng hồng, nhưng mà khi mình làm lên cái món ăn đó các bạn, nó sẽ chuyển qua một cái màu đỏ nha. Thì mình chỉ việc mình cắt ra và lấy cái phần thịt bên trong ha. Cái màu rất là đẹp luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào một cái tô bự bự nha. Và sau khi mà mình đã làm xong rồi nè các bạn ơi, nó rất là nhiều luôn ha. Mình sẽ lấy cái nĩa nè, mình tán nhuyễn nó ra. Các bạn cũng có thể lấy cái bao tay á, mình đeo vào mà mình bóp cho nó nhuyễn cũng được. Hoặc là mình xay cũng được, mình xay bằng cối xay sinh tố đó. Nhưng mà mình xay á, thì những cái hạt của nó sẽ bị bể, thì nhìn ăn nó cũng không được ngon đó. Nó bị sạm sạm đó các bạn. Thì mình sẽ tán như thế này. Đó, sau khi mình tán xong rồi nè, rất là mịn luôn. Cái này nó mềm lắm các bạn, cũng dễ làm. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần muối vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái phần đường vô luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Sau khi mà trộn đều lên rồi á, thì mình sẽ để yên cho khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ ha, cho cái đường này nó tan ra và nó ngấm vào thanh long của mình. Thì trong khi chờ đợi, mình sẽ đi sơ chế và mình cắt cái phần trái chanh á, mình vắt nước ra luôn. Chanh này thì rất là nhiều nước luôn các bạn. Thanh long này thì làm cũng rất là đơn giản, nguyên liệu thì không có cầu kỳ. Nhưng mà khi mà mình sơn đó, thì mình cũng cần thời gian đó các bạn. Đó, mình chỉ việc vắt, mình lấy nước ra là xong rồi. Và sau khi mà mình ướp đường được 1 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mình sẽ đem đi sên luôn nha. Mình bắt lên bếp một cái chảo hơi to to đó các bạn. Rồi mình cho thanh long vô. Cái màu thanh long ở ngoài nó đẹp lắm, mà sao vào video á, cái cam mình nó không có lấy nét được á, chứ ở ngoài nó đẹp lắm luôn các bạn. Rồi sau khi mà mình mở lửa lớn cho nó sôi lên rồi nè, cái này nước nhiều lắm cho nên các bạn cứ việc mở lửa lớn đi để cho nó rút bớt nước nha. Và sau khi mà mình nấu được một hồi rồi, các bạn sẽ thấy là nó rút bớt nước và nó rất là sánh kẹo như thế này nè. Đó, các bạn sẽ cảm giác là mình quậy á, có cái cảm giác là nó sánh sánh á. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt chanh vô. Nước cốt chanh cho vô á, cái món mứt của mình rất là thơm ngon và đậm vị lại đó các bạn. Thì bây giờ nó cũng còn rất là lỏng cho nên mình cũng sên tiếp nha. Các bạn sên đến khi nào mà thấy nó sánh, thật là sánh là được. Cái này thì mình sên cũng tầm 2 tiếng đó các bạn. Rồi bây giờ thì á, mình thấy nó kẹo kẹo rồi đó. Mình sẽ cho cái phần bột nếp chín vào. Các bạn cho vào một cái rây á, rồi mình khuấy đều lên, chứ đừng có đổ ụp vô một lần á, thì cái phần bột mình nó sẽ bị vón cục nha. Nó giống như là bị ốc trâu vậy đó. Mình cứ việc cho từ từ vô rồi mình khuấy lên nha. Sau khi mà mình cho bột vô xong rồi đó, thì mình sẽ
Mình xên thêm 10 phút nữa nha các bạn, hoặc là 15 phút đều được, với lửa vừa thôi. Tại vì bây giờ nó đã sánh kẹo lại rất là nhiều rồi. Khi mà cho bột vào thì các bạn sẽ thấy là cái độ đặc nó rất là đặc luôn. Nó mình cứ khuấy đều ở trên bếp nha, để cho nó được sánh lại một chút nữa. Wow, một cái mùi cũng rất là thơm đó các bạn. Thì bây giờ ở đây mình sử dụng thêm là 4 móng vani. Các bạn không có cái loại bột thì mình có thể sử dụng loại nước. Nước thì các bạn cho vào là nửa muỗng canh nha. Cho vani vào á thì cái món mứt của mình nó mới thơm và ngon đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng đã tắt bếp rồi nha. Khi mà mình làm xong rồi mình để cho nó nguội và đem ra nắng phơi trong vòng một ngày ha. Để cho cái phần bột này nó sánh lại thì nó sẽ rất là dẻo luôn. Và cái này là sau khi mà mình phơi được một cái nắng to nha các bạn. Phải nắng thật to thì nó mới dẻo và sánh lại. Còn nếu mà nắng ít quá thì các bạn có thể phơi 2 ngày. Đó, các bạn sẽ thấy là nó dẻo và nó sánh lại như thế này nè. Rất là ngon luôn á. Ở đây á, thì mình sử dụng một cái bao tay như thế này nè. Rồi sau đó thì mình sẽ cho thêm vào cái bao tay này là một chút xíu dầu ăn nha. Ít thôi các bạn, không cần nhiều quá đâu, để mà mình làm nó không có bị dính đó. Đó, mình lấy ra một ít như thế này nè. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào cái miếng giấy kiến nè. Giấy kiến gói mứt đó, rồi sau đó mình sẽ gói lại. Đó, gói lại như thế này. Như vậy là xong rồi đó. Còn nếu mà các bạn không có nắng, mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh 2-3 ngày thì cái phần mứt này nó cũng dẻo lại nha các bạn. Có nắng thì mình đem ra nắng mình phơi, còn không có thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh 2-3 ngày thì nó dẻo lại, cũng giống như là mình phơi nắng vậy đó. Cứ như thế thì mình sẽ làm hết cái phần còn lại nha. Và sau khi mà mình đã làm xong rồi nè các bạn ơi, đó, những cái viên mứt rất là đẹp và mình cũng đã cho ra dĩa rồi nè. Cái màu ở ngoài các bạn thì nó sẽ đậm đà hơn, cái màu nó sẽ đậm và đẹp hơn đó. Mà vào video rồi á, cái màu nó hơi nhạt nhạt, nó không có đẹp bằng ở ngoài, nhưng mà cũng rất là ngon. Cái này thì mình làm xong mình cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản nha. Rồi video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.